diễn viên Quý Bình đau xót thông báo tin tang sự, nhiều sao Việt gửi lời chia buồn. Quý Bình vô cùng đau xót khi thông báo tin tang sự. Quý Bình sinh năm 1983, ở tuổi 37 anh đã nên duyên vợ chồng với doanh nhân Ngọc Tiền. Hiện tại nam diễn viên cùng nửa kia đang tập trung chăm sóc, hết mực cưng chiều quý tử đầu lòng. Mới đây vào sáng ngày 12 tháng 6, Quý Bình đã không giấu khỏi niềm tiếc thương vô hạn khi báo tin bố đã qua đời ở trên trang cá nhân. Cụ thể chia sẻ, cả một đời ba đã vất vả vì chính anh em tụi con rồi. Giờ ba yên nghỉ ba nhé. Ở dưới phần bình luận bài viết của nam diễn viên, nhiều đồng nghiệp thân thiết trong showbiz đã chủ động gửi lời chia buồn tới gia đình anh. MC Đại Nghĩa cho biết, chia buồn cùng em và gia đình nhé. MC Trịnh Lê Anh bày tỏ sự xót xa với Quý Bình, chia sẻ với em. Diễn viên Thanh Thức nói thêm, xin chia buồn cùng bạn Bình và gia đình. Sau khi kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền, Quý Bình đã tạm thời gác lại sự nghiệp hoạt động nghệ thuật để lấn sân sang lĩnh vực mới là thành lập, điều hành công ty giải trí. Dù luôn tất bật với công việc, vợ chồng nam diễn viên vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho đối phương. Khi có thời gian rảnh cuối tuần, Quý Bình và bà xã doanh nhân đều chủ động về quê để thăm gia đình nam diễn viên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.